Rap Việt mùa 4 tung luật chơi mới, ngay cả huấn luyện viên cũng có khả năng bị tắt mic. Rap Việt mùa 4 vừa công bố luật chơi mới ở vòng chinh phục. Việc tranh giành thí sinh giữa các huấn luyện viên hứa hẹn có thêm nhiều drama để khán giả phải nói chuyện nhiều. Luật chơi mới vòng chinh phục bao gồm khóa vàng và lựa chọn đầu tiên. Tại vòng chinh phục, các huấn luyện viên sẽ quyết định chọn thí sinh về đội của mình bằng cách đạp chọn. Nếu thí sinh có từ 2 lựa chọn trở lên, quyền quyết định thí sinh về đội của ai sẽ thuộc về 3 vị giám khảo. Quan trọng hơn hết, mỗi huấn luyện viên sẽ có trong tay một chiếc nón vàng. Các huấn luyện viên có thể sử dụng nón vàng của mình để giành thí sinh về đội và xóa bỏ quyết định của 3 giám khảo. Tuy nhiên, tại Rap Việt 2024, trận chiến tranh giành thí sinh dường như càng trở nên căng thẳng hơn khi các huấn luyện viên có trong tay một quyền khóa vàng và quyền sử dụng khóa vàng chỉ dành cho huấn luyện viên đạp chọn. Huấn luyện viên gạt cần nhanh nhất mới được sử dụng khóa vàng và họ có quyền đeo khóa vàng cho một huấn luyện viên mà họ cho rằng đó là mối nguy hiểm trong việc tranh giành thí sinh yêu thích. Huấn luyện viên bị đeo khóa vàng sẽ không được giành thí sinh cũng như không được tranh luận và không được sử dụng nón vàng. Bên cạnh khóa vàng, mỗi huấn luyện viên sẽ có một quyền lựa chọn đầu tiên. Cả 4 huấn luyện viên đều được xem bài thi vòng casting và sử dụng lựa chọn đầu tiên để chọn một thí sinh về đội trước khi diễn ra vòng chinh phục. Các huấn luyện viên sẽ không được biết lựa chọn đầu tiên của nhau và thí sinh cũng không được biết mình là lựa chọn đầu tiên. Đặc biệt, nón vàng lẫn khóa vàng đều sẽ bị vô hiệu hóa với thí sinh lựa chọn đầu tiên. Như vậy, cuộc chiến tranh giành thí sinh tài năng về đội trở nên gây cấn và kịch tính hơn với 2 vũ khí mới từ Rap Việt 2024. Tại Rap Việt 2024, nón vàng có thể bị vô hiệu hóa. Các huấn luyện viên Karik, Suboy, Big Daddy đều có khả năng bị tắt mic khi chiêu mộ thí sinh. Tập đầu tiên Rap Việt 2024 sẽ chính thức lên sóng lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 21 tháng 9.